Muốn được giác ngộ phải có định, có tuệ. Ngay đời này tỉnh giác phải tu để gieo nhân, đời sau tu tiếp. Chết rồi biết đời sau có gặp lại Phật pháp không. Cho nên phải cố gắng tận lực tu, không hẹn hò. Sự tu trong đạo Phật mới nhìn qua thấy như dễ, tụng kinh gõ mõ đến chuông đến khánh đủ hết. Tu như vậy chỉ là ngoài da, nếu niệm niệm sanh diệt không đuổi được thì đi tới đâu. Cho nên muốn đạt đến mục đích rốt ráo là giải thoát sanh tử thì phải vô niệm. Đó là điều không thể khác hơn. Tất cả chúng ta cố gắng nỗ lực buông xả, việc gì qua rồi cho qua luôn, để tâm thảnh thơi không một niệm. Trong tỳ ni lực dụng có dạy, trước khi ngồi thiền hành giả thầm đọc bài kệ: chánh thân đoan tòa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước. Vô sở trước tức là không khởi nghĩ, không dính mắc bất cứ cái gì. Trải tọa cụ ngồi, tâm không vướng mắc tức là vô niệm. Hiểu thế chúng ta mới thấy chư tổ rất khéo léo trong tất cả các việc làm, ở mọi lúc mọi nơi, mỗi mỗi điều nhắc nhở bằng bài kệ ngắn gọn để mình nhớ. Rõ ràng chân tâm thường trực điều hành, nó sẵn có chỉ vì niệm che khuất. Ngồi thiền để định cái lăng xăng, chứ đâu phải định cái thường biết. Cái thường biết tràn ngập vốn không động tịnh, đâu cần định nó. Tu là phải tập dừng tâm lặng, tâm lăng xăng hư dối, sống trở về cái thực của mình. Dù đi kinh hành hay ngồi thiền, tâm luôn rỗng rang không một niệm là sống được với chân tâm. Nếu quý vị tu lơ là vướng kẹt các duyên bên ngoài và tham sân si bên trong là nhân dẫn đi trong luân hồi, không có ngày dừng. Muốn ra khỏi luân hồi phải trở về cái chân thật của mình. Nói trở về không phải là có nơi chốn nào khác để trở về, mà ngay nơi mình dừng tâm sanh diệt thì cái bất sanh bất diệt hiện tiền. Cũng như bụi cũ trên gương thành tối, muốn gương sạch phải lo bụi thì gương sẽ sáng. Chân tâm cũng như thế, chỉ cần dừng niệm sanh diệt thì tâm chân thật hiện tiền. Đi đứng, cứ đi đứng, không nghi không tưởng, không nghĩ không tưởng. Ngồi thiền buông tất cả, yên lắng mà thường biết, gọi là thiền định. Tôi nhắc lại ngày nào tăng ni còn ở thiền viện, ngày đó tăng ni phải thực hiện hai điều. Thứ nhất là phải tu. Quý thầy ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền.